Dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đã đến thăm chúc Tết ban chủ nhiệm câu lạc bộ Thái Phiên, gửi lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe và nhiều niềm vui đến cán bộ hội viên. Bí thư Thành ủy đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp của câu lạc bộ đối với quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Bí thư Thành ủy mong muốn cán bộ hội viên câu lạc bộ Thái Phiên tiếp tục tham gia đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các chủ trương chính sách thành phố thực hiện để cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng Đà Nẵng phát triển. Thăm gia đình thương binh 194 Trần Viết Kiếm và Đào Thị Năm cùng trú tại quận Hải Châu, Bí thư Thành ủy bày tỏ tri ân với những đóng góp của các gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng quê hương, chúc hai gia đình đón xuân mới hạnh phúc. Bí thư Thành ủy chúc thương binh Trần Viết Kiếm và Đào Thị Năm luôn mạnh khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho con cháu, phát huy tinh thần cách mạng của gia đình, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.